Chào mừng các bạn quay lại với Vietablet. Thời gian vừa qua thì trên thị trường đã xuất hiện trào lưu các hãng Samsung giá rẻ sách tay từ Trung Quốc và từ Mỹ. Ở Vietablet thì về hàng này khá nhiều, cộng thêm thời gian đợt này thì iPhone 6 và iPhone 6s hàng về với giá cực kỳ là mềm, làm mình cũng quên luôn các hàng khác. Thì hôm nay rảnh rỗi lang thang trên trang chủ Vietablet để cập nhật giá báo cho khách hàng, ghé vô thử gian hàng của Lenovo thì mình đã phát hiện ra rằng một số điện thoại của sản phẩm Lenovo giảm giá và có mức giá cực kỳ phù hợp với các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mang đến 3 chiếc điện thoại mà mình nghĩ nó sẽ hỗ trợ các bạn. Sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu là Lenovo VibeShot. Có tên Shot nhấn mạnh vào thời điểm mạnh nhất của máy chứ không phải là VibeShot mà các bạn đã coi hàng đêm đâu, mà đây là một chiếc máy chụp hình chuyên nghiệp của Lenovo trang bị camera sau đó được phân giải là 16 megapixel. Chúng rung quang học OIS lấy nét hồng ngoại, đèn flash 3 tông màu, có phần mềm chỉnh tay chuyên nghiệp được làm cực kỳ tốt. Lenovo lại làm thêm luôn cho chiếc điện thoại này tổ hợp chụp phím hình nhanh và cả phím gạt để thay đổi qua lại giữa hai chế độ tự động và chuyên nghiệp để nhấn mạnh khả năng chụp hình của chiếc điện thoại này. Khả năng chụp hình của Lenovo VibeShot đã được nhiều trang test thử và đánh giá rất là cao. Thiết kế là một điểm cực kỳ mình yêu thích ở sản phẩm này. Máy được làm nguyên khối cao cấp và nam tính, nhất là mặt sau được làm bằng kính Gorilla thế hệ thứ 3 được trang bị bằng những đường họa tiết sức phay. Phải nói là mặt sau chiếc máy này nó quá độc, nhất là trên bảng đỏ đen thì nhìn rất là chất. VibeShot đẹp và ấn tượng dưới một góc nhìn, chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt. Chỉ có một điểm mình không thích là màn hình của VibeShot nhô lên quá nhiều. Các bạn khi mua nên lấy cái ốp lưng silicone được Lenovo tặng kèm bọc ngay chiếc thoại này để tránh tình trạng là rơi vỡ màn hình. Dù là máy chuyên nghiệp chụp ảnh nhưng mà cấu hình máy vẫn khá ổn với một con chip tầm trung là Snapdragon 615 RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình của VibeShot có kích thước là 5 inch, độ phân giải Full HD trên tấm nền 5PS. Dù thông số màn hình hơi kém nhưng mình khẳng định luôn là mọi người có lẽ sẽ thích chiếc màn hình này, bởi vì trong phân khúc 4 triệu đồng dưới 4 triệu đồng thì màn hình của sản phẩm này là quá ổn, màu sắc bắt mắt, độ sáng cao. Bạn còn có thể điều chỉnh khả năng hiển thị ánh sáng trong phần cài đặt và máy cũng có phần chế độ là double tap để đánh thức máy. VibeShot được hỗ trợ hai SIM và cả khẽ nhớ và khe cắm để nhớ, viên pin dung lượng là 3000 mAh. Nếu như VibeShot có thiết kế quá là manly dành cho các bạn chuẩn men thì có thể là các bạn nữ sẽ không thích, thì mình sẽ mang đến một sản phẩm thứ hai, đó chính là Lenovo Zoom G1. Nhưng nó thiết kế thì mọi người có thể vì sao mình nói con này phù hợp với là giới tính nữ, bởi vì sở hữu thiết kế đơn giản, không có một chi tiết thừa, toát lên một vẻ thanh thoát mà sang trọng. Nhìn vào phần khung viền của máy chắc chắn thì mọi người sẽ thấy rất là quen với thiết kế khá giống như của iPhone 6. Còn các bạn nữ thì thường sẽ thích điều này, khung viền kết hợp với phần mặt lưng nhựa nhám được bo cong vừa đủ cho một cảm giác cầm nắm rất là tốt, rất là ôm và bám tay. Đặc biệt là Zoom G1 được trang bị cấu hình rất là chất lượng với chip Snapdragon 801 hỗ trợ GPU Adreno 330 cùng RAM 3GB nên cấu hình có thể là phải không lo ngại gì. Máy sở hữu một màn hình kích thước là 55 inch, độ phân giải là 1080x1920px cho mức độ điểm ảnh là 401 ppi. Nhờ hiển thị tấm nền IPS LCD cao cấp nên hình ảnh hiển thị trên máy rất là sắc nét, góc nhìn rộng, màu sắc tươi tắn, nhưng có một điểm yếu tố là độ sáng không được cao cho lắm. Máy được trang bị camera sau có độ phân giải là 13 ppi với cảm biến Sony và hỗ trợ đèn flash LED 2 tông màu cùng với tính năng ổn định quang học. Đây là một camera mà mình đánh giá là ở mức tạm ổn. Camera trước 8 megapixel với điểm mạnh của Zoom G1 có khả năng selfie rất là tốt. Bộ nhớ trong lên tới tận 64GB và thời lượng pin là 4100 mAh. Và cảm biến vân tay vuông vức ở mặt trước rất là nhanh và nhạy. Phần mềm là điểm sáng tiếp theo trên chiếc điện thoại này mà mình muốn nói tới. Và trước đây mình đã từng làm một bài đánh giá rồi, làm sản phẩm này được Cyanogen hỗ trợ và giao diện của Cyanogen tối ưu hóa các phần cứng cực kỳ tốt, tính bảo mật cao được hỗ trợ tốt, nhiều tùy biến như là có thể điều chỉnh DPI màn hình, chặn cuộc gọi và tin nhắn mà không cần phần mềm từ bên thứ ba và đưa ra các phím điều hướng ra bên ngoài hay là vào trong của màn hình. Và sản phẩm cuối cùng mình mang đến là Lenovo VibeX3 Lite, còn được biết đến với hai tên gọi khác là K4 Note và A7010. Đây có thể coi là một phiên bản rút gọn của sản phẩm cao cấp Lenovo VibeX3. Mặt trước của máy khá là đẹp, thu hút hơn hẳn những cái điện thoại trước đây của Lenovo và có nét gì đó khá là gần gũi với những chiếc LG G ở điểm là viền màn hình mỏng, thân máy thon dài và hai đầu vuốt cong. Dù vậy thì VibeX3 Lite vẫn có những điểm sáng tạo riêng. Dễ nhận thấy nhất là dãy lo kép nổi bật được bố trí ở hai cạnh trên dưới, viền màn hình được thu gọn tối đa và đáng khen là nhà sản xuất vẫn để 3 nút điều hướng ra ngoài để không chiếm vào diện tích của màn hình. Chỉ tiếc là 3 phím này không có đèn cho nên là sẽ bất tiện khi chúng ta sử dụng ở trong đêm. Mặt sau của chiếc thoại này hơi cong nhẹ về hai cạnh, cộng với chất liệu là nhựa carbon nát cho cảm giác cầm nắm dễ chịu và rất là bám tay, chống bụi bẩn và mồ hôi rất là tốt. Cảm biến vân tay được đặt ở mặt lưng ngay dưới cụm camera. Đây là cảm biến vân tay một chạm với độ nhạy khá là ổn. Mặt lưng này có thể tháo rời để lắp SIM và thẻ nhớ. Phần khung viền được trang trí bằng các đường viền giả kim loại chạy quanh để tạo ra điểm nhấn. Nhưng máy lại có một điểm trừ là khi độ dày của máy tận là 9.2mm. Điểm qua một số thông tin về cấu hình thì chiếc thoại này được trang bị chip MediaTek MTK 6753 8 lõi 1.3GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, có thể mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ microSD, camera sau là 13 megapixel, hỗ trợ lấy nét pha và camera trước 5 megapixel.
pin là 3.300 yên một giờ, hỗ trợ 2 SIM và mạng 4G LTE. Nếu như vậy thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ với cấu hình ở mức trung bình, và thiết kế dù có sáng tạo đến mấy nhưng cũng không phải là một thiết kế xuất sắc. Thì lý do nào để mình phải chọn mua cho mình chiếc thoại này? Thì khi mà cùng phân khúc có khá nhiều đối thủ với cấu hình máy và thiết kế tốt hơn. Tuy vậy, một điểm nổi bật mà mình có thể nói đến chính là hệ thống loa ở mặt trước sử dụng công nghệ Dolby Atmos cùng với chip giải mã âm thanh chuyển dụng DAC, bộ khuyết đại loa riêng biệt cho khả năng giải được âm thanh vòm lên tới tận là 300 độ, âm lượng cực kỳ lớn, chất lượng trong trẻo và khả năng có cả bass, cho một trải nghiệm âm thanh vô cùng ấn tượng. Ở phân khúc giá rẻ thì sẽ rất khó để tìm cho mình chiếc thoại smartphone có trải nghiệm âm thanh tốt như là Vive X3 Lite. Tóm lại, ba chiếc thoại này đều có những điểm nhấn riêng biệt của nó, và mình nghĩ là mình có thể phù hợp với các bạn, đặc biệt là những bạn cần một chiếc máy phù hợp với kinh tế của mình. Nếu bạn thấy hay thì hãy vui lòng like, share và subscribe để đón xem những video trong những chương trình sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nhật Kép và mình yêu các bạn. Let's enjoy your phone.